Những ngày diễn ra giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai CB Việt Nam lần thứ 20 năm 2024, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, không khí vô cùng sôi động, rộn ràng bởi những cổ động viên nhiệt thành. Qua 3 ngày giải diễn ra, nhiều phụ huynh đã tạm gác lại công việc, sắp xếp thời gian để đồng hành đưa các em tham gia giải đấu. Những ánh mắt không ngừng theo dõi từng bước chân của các cầu thủ nhí trên sân. Cùng con tham gia hai mùa giải liên tiếp, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa chia sẻ, chị đã luôn đồng hành cổ vũ tinh thần và chưa bỏ lỡ một trận đấu nào khi đội U11 Biên Hòa thi đấu. Sẽ đồng hành với các con cho đến hết giải luôn. Ví dụ như là nếu mà Biên Hòa vào được đến chung kết thì mẹ cũng sẽ đi đến chung kết. Không phải riêng Biên Hòa mà sẽ cổ vũ cho tất cả các đội, mang một cái tinh thần cho các con chơi thể thao thật là lành mạnh và vui vẻ là được. Ngoài ra, nhiều phụ huynh tạm sắp xếp công việc và vượt hàng chục cây số ở các huyện xa như Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán và ở trọ để thuận tiện đến theo dõi, chăm sóc và cổ vũ từng trận đấu cho con em của mình. Mình theo đoàn di chuyển từ hôm sáng ngày 8 và ở lại cùng các cháu. Mình thấy là hôm nay sân bóng của mình là tất cả các đội cổ vũ cho các bạn là rất sôi nổi và có tinh thần cho các bạn. Khu vực khán đài sôi động hơn khi còn có nhiều cổ động viên nhí nhỏ tuổi và đặc biệt là sự cổ vũ hò reo khích lệ tinh thần cho đội bạn của các cầu thủ nhí cùng tham gia giải. Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, một số cổ động viên phụ huynh còn hăng hái chia sẻ trực tiếp từng trận đấu lên mạng xã hội để mọi người ở xa cùng theo dõi. Sự cổ vũ nhiệt tình đầy năng lượng của khán giả đã góp phần cho các đội bóng càng chơi càng hay, cống hiến cho khán giả những trận cầu hồi hộp, những bàn thắng đẹp mắt.